Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Nhân dịp anh chị ngồi trên cái màn ảnh nhỏ ở đây, nó không phải là cái bộ phim lớn, nhưng mà nếu mà bây giờ mà mời hai anh chị mà đóng phim đó thì chắc không có đủ thời giờ, tại vì nó có nhiều cái yếu tố để mà thực hiện, đúng không? Nhưng mà em có xem một cái cuốn phim gọi là anh đóng gọi là hình như đó là Như Giọt Sương Khuya thì phải không? Yeah. Đó thì cái đoạn mà gọi là chiến tranh gọi là đẫm máu, đúng không? Đang bắn lung tung hết, đúng không? Đó nổ bom đạn thì anh đang cầm cái súng. Anh fire, tức là anh chia ra, anh bắn lên trên trời đó, xong rồi cái nó chấm dứt chỗ đó. Và cái màn thứ hai đó, sau đó đó là những cái cảnh chết chóc và những cái quan tài đó. Đó thì khi mà anh diễn tả như vậy đó, đó thì em thấy là anh đóng hình như là nó xuất thần đi, nó xuất hồn đi, không còn là cái hình tượng đẹp của Trần Quang nữa. Anh nghĩ sao? Tại vì gương mặt anh đổ máu hết rồi. À, cái đó anh là cuốn phim nó tựa của nó, tựa tiếng Mỹ gọi là Karma, là nghiệp chứng. Nghiệp chứng, vâng. Của Việt Nam thì dịch ra là con thú trật nguyền. Thì anh này anh sống trong cái truyền thống của người Việt Nam hồi xưa đó. Người đàn ông khi lấy vợ thì luôn luôn bắt vợ mình, dù tôi chết thì cô vẫn cứ phải sống độc thân như vậy để mà thờ tôi. Nên đến khi anh ta bị bắt, nhưng mà vợ tưởng là chết, rồi đến khi đó vì hoàn cảnh mà vợ phải đi làm gái bán ba, anh ta trở về thấy vợ như vậy thì anh ta buồn, anh ta giận. Mà buồn giận như thế nên ta không biết giải tỏa cái buồn giận của mình như thế nào. Khi người vợ tới để mà làm những món đồ ăn của anh ta thích thì anh ta cảm thấy rằng yêu lắm chứ, thèm lắm chứ. Nhưng mà cái khốn nạn của thằng đàn ông, cái lòng ích kỷ của nó nó kềm giữ tình yêu đó lại. Rồi cuối cùng khi mà hai người bạn bè nó tìm cách nó nối lại, rồi cái cuộc chiến tranh nó tàn khốc đẩy đi. Cái phim đó nó chống chiến tranh mà nó không nên có chiến tranh. Thì nó đẩy đi như vậy, anh ta dùng chiến tranh để khỏa lấp cái tình yêu. Rồi trong khi bị thương, bị tật thì khuôn mặt của anh bị tan nát hết. Tất cả người vợ trở lại thì anh ta không muốn vợ nhìn thấy cái đó. Rồi cuối cùng người vợ vẫn cứ đi tìm, thì để chấm dứt cái sự đi tìm của người vợ thì anh ta lợi dụng lúc bị pháo kích vào. Thì khi bắn những cái tràng súng cuối cùng nó cũng như là một cái sự giã biệt chiến tranh, giã biệt tất cả bạn hữu và giã biệt luôn cả tình yêu của mình. Chấp nhận cái chết để giải thoát cho người vợ và cũng tự giải thoát cho mình. Cái đó là cái thế mà nó gọi là cái bản năng khốn nạn của một thằng đàn ông mà nó chỉ nghĩ đến cái của mình thôi mà không nghĩ thương cảm cho người phụ nữ ở trong thời chiến. Wow, rất là hay. Phải nói là rất là vui được anh chia sẻ và anh phân tích rất là kỹ trong gọi là một cái scene nhỏ, tức là một cái màn rất là nhỏ. Chị có thấy là chị đóng phim với là chị cũng sinh hoạt với lại anh Trần Quang nhiều đó, mà chị cũng đi ca đi hát. Chị có bao giờ mà chị thấy là anh Trần Quang là đóng phim trên một cái cảnh, tức là một cái scene nào mà chị đứng ở bên ngoài mà chị có thể là rung động, hay là chị có thể mà làm nói là oh wow, that's perfect không? Chị có bao giờ chị có cái cảm giác đây không? Chị thì chị đóng chung với ảnh cái Tình Yêu Chào Đón khi nãy thôi. Nên là những cái phim khác của anh đóng thì chị đâu có đâu đâu mà nhìn. Ồ vậy à? Không, cái đó là phải hỏi tôi. Phải hỏi tôi là tôi nhìn lại cô như thế nào. Như vậy bây giờ đó, trong cái phim mà Tình Yêu Chào Đón đó, thì nó không có gọi là những cái cảnh mà phải nói là hơi đau buồn như vậy, không? Tình Yêu Chào Đón thì em thiết nghĩ em chưa xem cái đó, nhưng mà nó là một cái chuyện tình vui, đúng không? Ca nhạc nhiều hơn. Ca nhạc nhiều hơn, đúng không? Thì trong hai cái trong cái thể mà cái thể phim, một là về chiến tranh nó sắc máu, nó đẫm máu đâu đâu, rồi một cái phim là một cái thể phim là về tình yêu đó, thì chị thấy anh Trần Quang như thế nào? Anh thì loại gì anh đóng chẳng được. Loại gì anh đóng cũng được. Dạ vâng, tại vì con người anh thì cũng có nhiều cá tính. Vâng. Thì cũng giống như cuộc đời vậy. Vâng. Những cảnh dữ dội thì mình phải dữ dội, mà những lúc mà dịu dàng êm đềm thì mình dịu dàng êm đềm. Vâng. Chị trả lời câu đó rất là khéo, em phải phục chị là tại vì có anh Trần Quang ngồi kế bên em, không biết là chị đang có sợ anh Trần Quang anh rầy hay sao, nhưng mà theo em thấy là sao anh Trần Quang đóng phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, xong rồi thí dụ như là như Giọt Sương Khuya, đúng không? Thì những cái phim nào đó ảnh đứng là cũng có bao nhiêu nàng đẹp đi theo, và ảnh phải nói là theo Mỹ người ta gọi là rất là playboy, đúng không? Rất là sexy man, đúng không? Thì cho em hỏi chứ, có phải là
cái đó là một cái thần tượng, đó là một cái thể phim mà anh, một một cái vai chính mà anh thường đóng ở trong tất cả các phim của anh. Tại vì em thấy lúc nào anh cũng có các phụ nữ đi theo anh, các gái đẹp đi theo anh. Cái đó nó cũng chỉ là một phần của mà chuyện phim thôi. Vâng. Và nó tùy theo, ví dụ như cuốn phim Khắc Mai chẳng hạn, nó là chiến tranh, không có những phụ nữ chung quanh, nhưng mà người ta dùng những cái hình ảnh đó để làm chi, để tạo thêm cái sức hấp dẫn, tạo thêm một cái hình ảnh sinh động khác của cuốn phim đó. Vâng. Và nó cũng tùy theo nhân vật. Chẳng hạn như tôi đóng Như Giọt Sương Khuya thì ba cô cháu gái đều yêu ông này cả. Vâng. Và tại sao? Vì họ thần tượng một cái nhân dáng của đàn ông. Vâng. Họ muốn nhìn thấy một cái mẫu người đàn ông mà mẫu người hùng. Vâng. Thì đó là cái thời chiết tuổi trẻ họ. Vâng. Anh có bao giờ nghĩ anh là một cái thần tượng của người hùng không? À, có lẽ câu này là phải cảm ơn bạn đã hỏi để cho tôi giải tỏa tâm tư. Tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi là một diễn viên cả. Vâng. Khi mà tôi vào phim, tôi được mời đóng phim thì đó là cái mỗi người sinh ra đều có một trách nhiệm đối với xã hội. Vâng. Thì có lẽ một cái mỗi người đều có một cái khả năng, tài năng nào đó. Chẳng hạn Thanh Lan thì có một cái giọng hát rất là hay. Vâng. Ngoài ra cô lại có cái thiên bẩm, cái năng khiếu thiên bẩm của cô về văn chương chữ nghĩa, vì cô tốt, cô là cử nhân văn khoa của trường Vâng. Đại học văn khoa. Nên Vâng. cái học nó rất là quan trọng, nó giúp Vâng. đỡ cho cô rất là nhiều, Vâng. khai thác được chính mình. Thì tôi ở ngoài đời không bao giờ tôi là Trần Quang hết. Vâng. Nhưng tôi sợ cái chữ người ta cứ gọi tôi là đại tài tử hay là Vâng. người ta gọi là expert hay gì Vâng. không. Tôi là một người rất là bình thường ở Vâng. ngoài đời. Mà chính người diễn viên là một người sống rất là bình thường, sống Vâng. rất là chân thật. Và Vâng. tại sao? Vì họ sống gần cái giả nhiều quá. Vâng. Nên họ thèm cái thật lắm. Vâng. Mà chỉ có khi nào người nghệ sĩ người ta vẫn trở về với cái thật của họ. Vâng. Với cái ngây thơ chân thật, chân chính của họ. Thì họ mới trở thành diễn viên giỏi. Vâng. Tôi không dám tự khen tôi. Vâng. Nhưng mà khi mà cũng như là cái thùng trống thì người ta có thể bỏ bất cứ một cái gì vào. Thì khi mình vào mình nhận cái nhân vật đó cũng vậy. Nên khi tôi được mời một nhân vật nào đó thì tôi về tôi sống với cái nhân vật đó trong suốt một tuần. Vâng. Sống với nhân vật đó, thâm nhập nhân vật đó, xong rồi tôi quên đi. Vâng. Rồi đến khi tôi ra plateau tôi là nhân vật. Vâng. Nhưng khi tôi bước trở ra ngoài tôi vẫn là Trần Quang. Vâng. Vâng. À, rất là vui. À, cũng phải nói là những cái tâm tư, tâm tình cũng như là những cái kinh nghiệm về phim ảnh cũng như là đời sống và cũng như là tất cả các kiến thức về xã hội đó thì rất là vui mời anh chị hôm nay chia sẻ với là tất cả quý khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS nói riêng và tất cả quý khán thính giả của Việt Nam nói chung. Thì trước khi mà mình chia tay, không có nghĩa là chấm dứt, mình sẽ còn nhiều cái chương trình để mà mời anh và chị sẽ xuất hiện với tất cả quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì trước khi mà chia tay thì mời anh chị gửi lời chào đến tất cả các fan cũng như là quý khán thính giả. Thật ra thì hôm nay Thanh Lan cũng nhường hết giờ cho anh Trần Quang rồi. Thanh Lan chẳng nói gì về mình đâu. Tại vì lâu lâu thì anh mới ghé thăm đài với lại nói chuyện với lại các fan của mình. Thanh Lan thì nói là một tài tử của Việt Nam từ trước 75 tới giờ thì cũng đóng nhiều. Vâng. Sắp tới thì cũng có một cái tin hơi vui vui. Vâng. Cuốn phim Nhật mà Thanh Lan Vâng. đóng hồi năm 75 đây. Vâng. Hồi đầu năm đó thì được chiếu tại Amsterdam. Vâng. Và từ bây giờ đến cuối năm thì có thể được chiếu tại Fukuoka và Hiroshima ở Nhật. Vâng. Thì đó cũng là một cái nguồn tin mà đoàn phim vừa mới báo cho Thanh Lan biết. Vâng. Thành ra cho nên là tự nhiên một thời gian dài lắng đọng không dính dáng gì đến điện ảnh thì Vâng. bây giờ lại có một cái tin vui. Vâng. Nên xin chia sẻ cùng với quý vị. Vâng. Vâng. Cái tin vui hơn nữa là hôm trước Thanh Lan gặp lại tôi có nói chuyện, em đang viết một cái script. Vâng. Trong đó cái nhân vật của anh hay lắm. Dạ anh Trần Quang, Lan không bao giờ dám nói cái gì chưa xảy ra. Mặc dù là đã biết rồi nhưng mà không biết là có nhóm phim nào nhận cái kịch bản của mình hay không. Nên mình chưa cứ nói biết đâu, chưa có một nói. Đi phim nữa. Dạ vâng, dạ. Vâng. Xin kính chào quý vị. Dạ. Rất là vui, rất là hân hạnh. Cảm ơn Chris. Vâng, kính chào. Cảm ơn anh chị. Trước khi tài tử Trần Quang và Thanh Lan cùng Andy Chris chào tạm biệt, xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Chân thành. Kính chào. Andy Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andy Chris Show.